Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu pháp không nội hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không, không tánh, tự tánh, hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không nội hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không, không tánh, tự tánh, hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không, không tánh, tự tánh, hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không nội hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp không ngoại cho đến pháp không, không tánh, tự tánh, hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu tịnh giới, thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói chân như hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tương nghì hoặc thường hoặc vô thường, nói chân như hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hoặc lạc hoặc khổ, nói chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa, lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu chân như hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu chân như hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc thường hoặc vô thường, cầu chân như hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc lạc hoặc khổ, cầu chân như hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu chân như hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới, thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, nói thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, nói thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nói thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới, là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, cầu thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ, cầu thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế,
Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tịnh giới nên cầu bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường, nói tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ, nói tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa, lại nói thế này: người tu hành tịnh giới nên cầu tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường, cầu tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ, cầu tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường, nói bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ, nói bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã,
nói bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường, cầu bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ, cầu bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nói sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, nói năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, nói sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, nói năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nói sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, nói năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa.
Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, cầu sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, cầu năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, cầu sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ, cầu năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới, thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói 10 lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, nói 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, nói 10 lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ, nói 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, nói 10 lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nói 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Nói 10 lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu 10 lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu 10 lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu 10 lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu 10 lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu 10 lực của Phật hoặc thường hoặc vô thường, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường, cầu 10 lực của Phật hoặc lạc hoặc khổ, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ, cầu 10 lực của Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu 10 lực của Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, nói tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, nói pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, nói tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, nói pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, nói pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, cầu tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường, cầu pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, cầu tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ, cầu pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế. Để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự.
Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, nói trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, nói trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, nói trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường, cầu trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ, cầu trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới, thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, nói tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nói tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng nương các pháp như thế mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Lại nói thế này, người tu hành tịnh giới nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, nên cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, nên cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Và nếu người có khả năng cầu các pháp như vậy mà tu hành tịnh giới là tu hành tịnh giới ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã, cầu tất cả pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, cầu tất cả pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh như thế, để nương vào các pháp này mà tu hành tịnh giới, thì ta gọi là tu hành tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Này Kiều Thi Ca, như trước đã nói, nên biết đều là nói về tịnh giới ba la mật đa hữu sở đắc tương tự. Hết quyển thứ 143.